Thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống đường xá dày đặc, nhiều tuyến giao nhau một chiều. Xe cộ đông đúc khiến cho cả những người sống tại thành phố lâu năm đôi khi cũng bị lạc. Tân sinh viên từ các tỉnh đến thành phố nhập học, chưa quen việc di chuyển nên có không ít bạn đã trải qua những câu chuyện bi hài. Nguyễn Lê Duy Anh, tân sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, kể về câu chuyện lạc đường vì không tập trung khi sử dụng Google Maps. Duy Anh chia sẻ, đường xá ở làng đại học như mê cung, do vậy đi đâu mình cũng sử dụng Google Maps. Tuần trước, mình đi từ khu B, ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đến trường để nghe sinh hoạt nội quy. Hôm đó, vì một phút lơ là, đi sai chỉ dẫn của Google Maps, thế là chạy lạc đường ra tới ngã tư Linh Xuân, TP, Thủ Đức và trễ học hơn một tiếng đồng hồ. Lê Thị Hồng Ngọc, tân sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, mình khá choáng với hệ thống đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều tuyến đường mình chưa thể nhớ được, phải sử dụng Google Maps để đi từ nhà trọ đến trường mà cũng bị lạc. Ngày đi làm thủ tục nhập học, thay vì đi vào trường, mình bị lạc ra tận ngã ba đi Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai. Bây giờ mỗi lần ra đường, mình rất sợ bị lạc rồi không biết ra lối nào. Trần Huy Hoàng, tân sinh viên trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, ở thành phố, xe cộ đi lại tấp nập, đường chia nhiều làn xe và cũng rộng hơn so với ở quê. Hàng ngày, mình đến trường bằng xe buýt, tan học đi về, phải sang đường đón xe. Mà mình vốn là người nhát gan nên những hôm đầu nhìn thấy dòng xe đông đúc lao vun vút trước mặt rất sợ sệt. Mình không dám qua đường, phải nhờ bạn học trong lớp dẫn đi. Tân sinh viên gặp không ít chuyện bi hài khi di chuyển trên cả những con đường phố đông đúc của thành phố Hồ Chí Minh.